Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 17 tháng 6 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón hai bác khách hàng đến từ Hải Phòng. Vâng, các bác về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã lựa chọn được một cặp loa bên cửa hàng cung cấp là một cặp loa Tannoy Sitelling mới về SE. Vâng, các bác thì cũng về trực tiếp cửa hàng và có mang một bộ âm ni và CD về để thẩm âm, để kiểm âm với những cặp loa mà bác đã lựa chọn bên cửa hàng. Vâng, đoàn khách thì xin được giấu tên. Vâng, bác cùng với một bác gái về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn các thiết bị audio mà mình yêu thích bên cửa hàng. Vâng, bộ âm ni của bác thì gồm có CD và chiếc âm ni. Vâng, tuy rất là mỏng mảnh, nhìn rất nhỏ bé, chiếc âm ni này thì đến từ đất nước Pháp và mã của sản phẩm là Polima ở đây. Polima. Vâng, nghe vào thì rất ngây luôn với một cặp loa Sitelling đến từ Vương quốc Anh. Đây là những cặp loa quý tộc được rất nhiều anh em chơi audio hàng ao ước và được muốn được sở hữu những sản phẩm như vậy. Và giá của sản phẩm thì trên dưới 80 triệu nhưng cửa hàng thông báo hàng về rồi. Tâm sự rồi đến đắng. Vâng, đây một bộ âm đi cùng CD của bác thì size cũng rất là nhỏ nhưng chất âm thì vượt trội. Cũng lần đầu tiên cửa hàng được thẩm âm với một bộ sản phẩm của Pháp, Polima. Trên vùng ngày tháng vật vờ, thân em rồi hoang phế, lê theo thời gian sóng gió. Khách hàng thẩm âm cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ cho nhau đời nhau. Đớn đau em sẽ cho nhau đời nhau. Xót xa anh. Vâng, qua video clip này thì cửa hàng cũng muốn gửi tới quý khách hàng của mình trên mọi miền Tổ quốc biết những sản phẩm gì được rời khỏi cửa hàng trong ngày hôm nay. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Lò, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.